dư luận nhân quyền Việt Nam con bài lỗi thời. Gần đây, các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối đang lan truyền, tung hứng dồn dàn cho cái gọi là dự luật nhân quyền Việt Nam HG3001. Mục đích của các đối tượng này là dấy lên trào lưu vận động nghị viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền với các điều khoản bất lợi, xâm hại đến các quyền và lợi ích của Việt Nam. Họ kêu gọi cộng đồng viết thư hoặc gửi email cho các dân biểu Mỹ để kêu gọi họ đồng bảo trợ và bỏ phiếu thuận thông qua cái gọi là dự luật này. Theo thông tin được các đối tượng gieo giao, Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, chính quyền ngày càng gia tăng đàn áp nhân quyền vân vân, cần điều phải can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, phải theo dõi sát sao tình hình nhân quyền của Việt Nam và có chế tài thích đáng đối với chính quyền Việt Nam. Dự luật nhân quyền Việt Nam HG3001 được dân biểu Christopher Smith đảng Cộng Hòa, New Jersey bảo hộ và đưa vào Hạ viện Mỹ, triển vọng được thông qua rất cao, bla, bla. Suy cho cùng, mục đích chính của cái gọi là dự luật nhân quyền cũng chỉ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ, từ đó hướng lái thay đổi thể chế, thay đổi chế độ ở Việt Nam. Đây không phải lần đầu dân biểu Christopher Smith trình dự luật này, cũng không phải lần đầu tiên các dân biểu Mỹ đưa vấn đề này vào Hạ viện, thậm chí lọt qua Hạ viện và lên tới Thượng viện, nhưng đều bị loại bỏ trước xu hướng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích của hai nước. Việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá đảng, nhà nước ta không phải là điều gì mới mẻ. Các đối tượng chống đối bên ngoài huấn luyện, đào tạo, nuôi dưỡng các đối tượng chống đối trong nước để tiến hành chống phá. Chính vì vậy, ở nước ta đã hình thành nên một nhóm đối tượng nấp danh dân chủ, nhân quyền, chuyên tiến hành lợi dụng các vấn đề, sự kiện nóng để xuyên tạc, từ đó vu khống lãnh đạo đảng, nhà nước. Và hơn hết, dân chủ đã trở thành một nghề kiếm cơm của các đối tượng này. Gần đây nhất, sự kiện Đồng Tâm cũng được các đối tượng ngụy dân chủ triệt để lợi dụng. Bất chấp bản chất sự việc, bất chấp lời nhận tội của các đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án, những kẻ ngụy dân chủ đã xuyên tạc vụ án Đồng Tâm một cách trắng trợn, gieo giao chính quyền đàn áp người dân một cách dã man, tố cáo đây là việc làm tội, kêu gọi các tổ chức bên ngoài tiến hành điều tra độc lập vụ án, thực chất là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Cũng với lý do này, các đối tượng cho rằng Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, vì vậy chính quyền Mỹ cần nhanh chóng thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam và có chế tài xử lý. Chính quyền Việt Nam, các đối tượng nấp danh dân chủ, nhân quyền trong nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, trả lời thông tin các đài, báo nước ngoài và đưa ra những thông tin một chiều, lệch lạc về tình hình Việt Nam. Các thông tin được những đối tượng này đưa ra trở thành tư liệu để các đối tượng chống đối xây dựng thành các bản phúc trình và đưa ra các bản xếp hạng tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Chính vì vậy, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã được tô vẽ, trở nên vô cùng u ám, đáng sợ. Bất chấp sự tô vẽ này, không khí mà họ nỗ lực gieo rắc cũng như vận động được vài dân biểu vì nhu cầu trước lá phiếu của cử tri cũng chạy theo đáp ứng họ. Trên trường quốc tế, uy tín, vai trò và ảnh hưởng Việt Nam ngày một cao. Mỹ ngày càng cần Việt Nam trong vai trò đối tác đảm bảo lợi ích chính trị, kinh tế và ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và khu vực sôi động bậc nhất ASEAN nói riêng. Người dân Việt Nam thì quá hiểu bản chất chính sách các nước lớn, sự ảo tưởng của đám người vọng tưởng quá khứ, vọng tưởng Mỹ sẽ giúp họ lật đổ chế độ hiện nay cũng như cái tầm chống phá nhồm nhoàm của đám người này. Con bài nhân quyền giờ đã quá lỗi thời, bản thân người dân, trí thức, học giả Mỹ còn thấy rõ điều đó nữa là dân.